Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình. Hôm nay thì mình sẽ mở học cho anh em một món đồ chơi mình khá là hóng đây các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng, vâng. Con này của mình có mã là Z1803 này. Vâng, nó là một mẫu xe tăng 4VKD. Wow. Xịn sò vãi. Wow. Chắc tay vãi chưởng các bạn. Được phết nhờ. Rồi các bạn truy cập vào link code thì nó sẽ ra trang banhgood.com. Thì con này mình lụm trên trang banhgood nè. Hiện tại thì nó với mức giá là 725.000 sẽ được miễn phí cho những đơn hàng nào là 707.000 thì sẽ được free ship. Thời gian giao hàng thì có thể là 6 đến 10 ngày, tại vì hàng nước ngoài mà, cho nên là thời gian nó lâu hơn hàng trong nước khá là nhiều. Cái con này thì nó có khả năng lội nước và nó có hai mẫu, mẫu đỏ và một cái mẫu xanh. Mẫu mở hộp cho các bạn xem là cái mẫu đỏ thì lội nước tốt hơn. Về hình thức mua và cái hình thức thanh toán thì nó cũng giống như những trang thương mại điện tử ở Việt Nam chúng ta thôi. Lúc trước các bạn mua ở Banggood thì các bạn cần phải thanh toán trước thông qua là thẻ Visa hoặc là thẻ ngân hàng. Có nhiều bạn sẽ không mua được vì không có mấy cái thẻ này, nhưng mà bây giờ thì nó dễ hơn rất là nhiều, là có hình thức COD, là nhận hàng xong thì các bạn trả tiền. Đó, các bạn cứ đặt đi, shipper gửi hàng đến tận nhà bạn, xong đó bạn thanh toán là bạn nhận hàng. Nó rất là đơn giản giống như những cái trang thương mại điện tử ở Việt Nam chúng ta thôi. Các bạn có thể truy cập vào link kết ở trong phần mô tả video để xem thông tin cũng như giá bán chi tiết của con này. Ok, như vậy là các bạn biết chỗ mua rồi đúng không? Cái này thì người ta ship cho các bạn COD nha. Giống như Việt Nam, không cần phải trả thẻ, là nhận hàng xong thanh toán. Con này chắc tay lắm các bạn, chắc nịch à. Wow. Wow, bình vuông à, 600 mAh. Được. Banggood lúc nào cũng chu đáo các bạn, luôn luôn cho pin. Wow. Được phết nha. Được anh em ơi. Nhanh lắm, con này nhanh lắm. Con này bơi được luôn nha các bạn ha. Con này bỏ xuống nước bơi bình thường, không ăn thua gì hết. Không à. Mà con này cầm nặng tay lắm các bạn à, vì con này có thể chống nước được, có thể bơi được, cho nên là nó không có cho các bạn mở quá nhiều. Mọi thứ nó đều được chám nước là hết rồi nha. Không biết có phía trong này có sao không đây nè. Xe này chỉ đơn giản, đây là cái đầu đèn này, phía sau công tắc ở chỗ này, làm đối xứng với cục này, có răng cao su chỗ này. Các bạn thấy nó cực kỳ nhanh các bạn. Thử nha. Được, thoải mái luôn. Đó, chiếc này các bạn có thể làm xe do thám được này, tuyệt vời, không vấn đề gì với chiếc này luôn. Ở phía trong này nó rộng, chắc nó bự, nhưng mà không biết nó đặt cái gì ở trong này nha. Nhưng mà hai cái đầu này á, nó căng nhau lắm các bạn. Nếu mà động cơ phía dưới này hết á, thì ở trên này đâu có phần lái đâu. Trên này nó chỉ là phần rỗng, mình nghĩ là chứa phần mạch thôi. Mạch thì nó cũng đâu có nặng gì mấy đâu. Nhưng mà cầm lên thì rất là chắc tay và nó đều, nó căng ha. Ăn nặng chết ta. Đó. Đây là tay điều khiển của nó. Nhựa thì hơi cùi một chút, nhưng mà cái thiết kế này hơi lạ này. Cái này mới nè, lần đầu thấy luôn. Nó làm mình rất là khó chịu khi mà mở cái này ra. Các tại cái này mới cho nên mình thấy nó lạ thôi chứ không quen. Hai nút trên này là hai nút giả, không có bấm được gì hết á. Chỉ bấm phía dưới này thôi. Và cái phần điều khiển này thì nó cũng làm khác người nè. Cái này nó làm lệch xuống phía dưới này chứ không phải là vừa ở giữa. Thường thì tay mình đặt chỗ đây á thì nó nằm ở giữa luôn, ở giải điều khiển. Còn cái này thì nó chênh lên một chút. Về việc mua hàng Banggood á thì pin thì nó cho sẵn các bạn hết rồi.
mình rất thích mua hàng trên đó vì nó các bạn không cần phải làm thêm gì hết. Ở đây thì nó chỉ cho các bạn một cái cục sạc thôi, sạc USB này 7.4V 500 mAh. Cái này thì chắc ở nhà mình hiện tại chắc cũng có được chục cái các bạn. 500 mAh thì các bạn sạc khoảng mở hơn một tiếng một chút xíu là sẽ xong. Thì nãy mình thử nhét cái này vô thì nó gần như là vừa với cục này. Thì cục này là 2200 thì chơi sẽ lâu hơn. Rồi bây giờ thì mình đi ra và test thôi các bạn ơi. Chơi thôi các bạn ơi.